Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành 2023 do Báo Tuổi Trẻ Thủ đô phối hợp thực hiện, được truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và đài truyền hình các tỉnh, thành phố và trực tuyến trên các nền tảng của Báo Tuổi Trẻ Thủ đô. Điều này tiếp tục khẳng định Ơn Nghĩa Sinh Thành là một hoạt động ý nghĩa dành cho những người con đất Việt, đặc biệt là người trẻ trong hành trình gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống ngàn đời của dân tộc. Với mong muốn chương trình ngày càng lan tỏa, không chỉ ở thủ đô mà còn ở cả các tỉnh, thành phố. Thì tôi cho rằng nó càng ý nghĩa với tất cả mọi người khi mà cái tháng 7, tháng Vu Lan của chúng ta. Vì vậy cái chương trình nó càng ngày càng hay và càng ý nghĩa. Và tôi hy vọng rằng trong những cái năm tiếp theo thì công ty của anh Tùng sẽ tiếp tục phối hợp với báo Tuổi Trẻ Thủ đô để mình làm sao làm cái chương trình nó càng ngày nó càng hay hơn và càng ý nghĩa hơn. Chia sẻ về chương trình, ông Nguyễn Mạnh Hưng, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ đô, trưởng ban tổ chức cho biết. Với mong muốn truyền tải đến giới trẻ về công lao to lớn của cha, mẹ, báo Tuổi Trẻ Thủ đô phối hợp với Oscar Media tổ chức chương trình nghệ thuật Vu Lan báo hiếu với chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành năm 2023. Chỉ nhắc nhở với chúng ta rằng đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ, gian khổ cuộc đời ai nặng gánh hơn cha. Thường cha xuôi ngược giữa dòng, mẹ yếu tất cả, gánh gồng nuôi con. Ơn cha nghĩa mẹ sinh thành, dù xa đến mấy, vẫn tròn yêu thương. Với quy mô tổ chức và dàn dựng công phu, cùng sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng, Ơn Nghĩa Sinh Thành 2023 sẽ tạo nên một chương trình nghệ thuật sâu lắng, giàu xúc cảm, ngợi ca công ơn của cha mẹ, góp phần gìn giữ những giá trị nhân bản trong truyền thống của người Việt Nam, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, nhắc nhở, bổn phận làm con phải làm những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm và lòng biết ơn với công lao sinh thành, dưỡng dục của song thân. Chia sẻ tại buổi họp báo, đạo diễn Mai Thanh Tùng, tổng đạo diễn chương trình, cho biết, với quy mô mở rộng và sự lan tỏa, năm nay Ơn Nghĩa Sinh Thành sẽ thu hút được những nghệ sĩ nổi tiếng Tùng Dương, Quang Dũng, Hiền Thục, Minh Quân, Sao Mai Ngọc Ký, Sao Mai Thu Thủy, Lê Anh, Lê Trang, Ngọc Khánh Chi. Đặc biệt, tại chương trình, ban tổ chức sẽ trao quà cho 20 cháu gương người con hiếu thảo tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn, biết vươn lên trong cuộc sống. Để đánh giá và xét chọn những cái gương người hiếu thảo đó, thì thành đoàn cũng đề ra một số tiêu chí chính xác, thì là thứ nhất là về độ tuổi thì là sẽ là từ 35 tuổi trở xuống, và về những cái tiêu chí để đánh giá thì chúng tôi dựa trên 3 tiêu chí chính để xét chọn ra những tấm gương người con hiếu thảo. Thứ nhất là phải dựa trên là thế nào là người con hiếu thảo, là nhà và những cái bạn thì phải em thiếu nhi và những bạn đoàn viên mà có những cái hành động tốt, cử chỉ đẹp và vâng lời cha mẹ và có cái sự cố gắng giúp đỡ gia đình và giúp đỡ bạn bè. Tiếp nối thành công của năm 2022, chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu cha mẹ trong mùa Vu Lan với chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành 2023 diễn ra lúc 20:10 ngày 24 tháng 8 năm 2023 tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô,